quý vị đang đến với bản tin FBNC ngày 18 tháng 4 và chúng tôi xin điểm qua các thông tin chính ngay sau đây. Phát hiện gần 250 cơ sở vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm tại Hà Nội. Thanh tra chính phủ phát hiện sai phạm kinh tế hơn 23.000 tỷ đồng trong quý 1. Đề xuất chi hơn 13.000 tỷ đồng để bồi thường cho người dân trong dự án sân bay Long Thành. Mời quý vị tìm hiểu thông tin chi tiết. Vào giữa tuần qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tổ chức cuộc họp bàn chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư đối với người dân bị ảnh hưởng từ dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo báo cáo của tỉnh Đồng Nai, có 6 xã ảnh hưởng bởi dự án bao gồm Bình Sơn, Suối Trầu, Cẩm Đường, Bầu Cạn, Long An và Long Phước thuộc huyện Long Thành. Có 4.730 hộ với gần 15.000 nhân khẩu thuộc các xã trên bị ảnh hưởng bởi dự án. Tổng diện tích đất của các hộ gia đình và cá nhân sử dụng trong vùng dự án là gần 3.000 hectare, trong tổng số 5.000 hectare đất được thu hồi để xây dựng dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo đề xuất, các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là thu hồi trên địa bàn 4 xã, Bình Sơn, Long An, Suối Trầu và Cẩm Đường, có trên 1.800 hộ dân bị ảnh hưởng. Tổng dự toán bồi thường giải phóng mặt bằng giai đoạn này trên 5.000 tỷ đồng. Giai đoạn 2 của dự án sẽ thu hồi trên 2.442 ha diện tích đất còn lại và sẽ có 2.922 hộ dân bị ảnh hưởng. Tổng dự toán bồi thường giải phóng mặt bằng giai đoạn này trên 8.000 tỷ đồng. Hiện tỉnh Đồng Nai đã quy hoạch 2 khu tái định cư cho người dân là khu Lộc An Bình Sơn diện tích trên 282 ha và khu tái định cư Bình Sơn diện tích 282 ha. Vị trí 2 khu tái định cư nằm ở phía bắc của cảng hàng không quốc tế Long Thành. Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại trong mùa cao điểm 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm 2006, Vietnam Airlines cho biết là sẽ tăng thêm 136 chuyến bay. Theo Vietnam Airlines, trong giai đoạn cao điểm từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5, hãng này sẽ tăng thêm 136 chuyến bay một chiều trên 9 đường bay nội địa. Tổng tải cung ứng vào thời gian này khoảng 250.000 ghế, tăng gần 10% so với thường lệ và 35% so với cùng kỳ. Tập trung chủ yếu trên các đường bay giữa Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc. Vietnam Airlines cho biết, các chuyến bay trong dịp lễ vẫn được mở bán như thường lệ và cập nhật liên tục theo thực tế đặt giữ chỗ. Và cũng liên quan đến dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 sắp tới, Tổng công ty Vận tải Hà Nội Transeco vừa trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phương án mở mới và tổ chức tuyến xe buýt chất lượng cao nối sân bay Nội Bài với ga Hà Nội từ thời điểm này. Tuyến xe buýt chất lượng cao do Transeco vận hành có điểm đầu là ga Hà Nội và điểm cuối là sân bay Nội Bài, với tổng cộng chỉ có 8 điểm dừng, tần suất dự kiến là 80-94 lượt một ngày. Mỗi xe có sức chứa 60-80 khách. Do đặc thù khách đi sân bay có thể mang hành lý, nên dự kiến thời gian dừng đón khách tại các điểm dừng từ 1-2 phút, thời gian di chuyển toàn bộ chặng đường từ 50-55 phút. Tuyến xe buýt này sẽ mở bến tại ga Hà Nội lúc 5:10 phút, đóng bến vào 22:30 phút. Tại sân bay Nội Bài mở bến lúc 6:30 phút và đóng bến vào 23:30 phút. Thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mạnh tay với nạn thực phẩm bẩn. Cụ thể, theo yêu cầu của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, nếu tiểu thương nào vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm thì không được tiếp tục kinh doanh tại tất cả các chợ của thành phố. Theo yêu cầu của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh, các tiểu thương vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ không được phép kinh doanh tại tất cả các chợ trong thành phố. Đồng thời, một phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ được cử làm trưởng ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm. Cứ mỗi 2 tuần, ban chỉ đạo sẽ báo cáo tình hình lên Thành ủy thành phố. Chỉ riêng rau củ quả, năm 2015, Đà Nẵng đã tiêu thụ gần 140.000 tấn, phần lớn được nhập từ địa phương khác, thậm chí là Trung Quốc, nhưng không kiểm soát được nguồn gốc xuất xứ. Và trong một diễn biến khác, thưa quý vị, theo kết quả thanh tra mới đây, Hà Nội vừa phát hiện gần 250 cơ sở vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau hơn một năm thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm, Hà Nội đã phát hiện 249/774 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm được thanh kiểm tra có vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo đó, cơ quan chức năng đã xử phạt với tổng số tiền gần 240 triệu đồng, buộc đóng cửa 2 cơ sở, nhắc nhở 159 cơ sở. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu thời gian tới các quận huyện, xã phường sẽ tiếp tục thanh tra theo kế hoạch và tăng cường thanh kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh rau thịt và dịch vụ thức ăn đường phố. Các đơn vị vi phạm sẽ bị công khai trên loa truyền thanh của địa phương.
Và trong chuyên mục mỗi ngày một con số, ngày hôm nay chúng tôi sẽ nhắc đến con số là 23.351 tỷ đồng. Đây là tổng số tiền sai phạm về kinh tế trong quý 1 năm nay được Thanh tra Chính phủ phát hiện. Cùng với sai phạm về tiền, Thanh tra Chính phủ còn phát hiện vi phạm về kinh tế gần 2.000 hectare đất. Tính chung trong quý 1, ngành thanh tra đã triển khai hơn 1.500 cuộc thanh tra hành chính và gần 34.000 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành. Thanh tra Chính phủ cũng đã phát hiện 4 vụ, 6 đối tượng có hành vi tham nhũng với số tiền là 3,1 tỷ đồng. Bước đầu qua điều tra tội phạm, cơ quan chức năng đã khởi tố 24 vụ, 39 đối tượng có hành vi tham nhũng. Các bộ ngành địa phương cũng kiểm tra được hơn 800 cơ quan tổ chức đơn vị về công khai minh bạch. Kết quả phát hiện được 2 đơn vị vi phạm. Trong phần tiếp theo của bản tin FBNC, chúng tôi tiếp tục cập nhật đến quý vị các thông tin của thị trường Việt Nam. Thí điểm xuất khẩu cá nóc, thành công về nhận thức nhưng thất bại về kinh tế.